Ok. Nước. Đây cái cơ quan ở chỗ đây nha. Nè, ngay chỗ này nè. Dịch chuyển tới đây, chạy tới đây. Đó. Ngay chỗ đây. Ở đây dùng nguyên tố phan mở này. Mấy bạn để ý thấy mấy cái ngọn nến không? Hai cái này. À, ba cái này. Theo thứ tự nha. Nó là 0 1 2 3 này, cái này trước nè, cái này trước nè, cái này là 0 trước nè, cái này là 1 nè. Đó. Xong tới đây cái thằng này là cái thằng thứ hai à. Rồi, thằng này là thằng thứ ba à. Đó, cứ 0 1 2 3. Đó, để khế là 7 rồi, được cái rương. Các con nguyên tố á. Rồi, ok nha, ngay vô đây nha.